cô đơn nha các bạn. Mình đây đi hai người nha các bạn. Nếu mà đi một thì ok lắm, mình đi hai thì nó hơi nặng hết. Đi một người các bạn thì đứng lên chạy được ha, còn đi hai người thì nó hơi khó chạy xíu, nhưng mà mình vẫn chạy được nha. Ở phía bên trong kia là đường lên cây thông cô đơn ha các bạn. Như lúc các bạn thấy lúc nãy á, là ngừng ở dưới một cái dốc rất là cao ha, đường xấu, đề ba từ ở dưới dốc đề ba lên luôn thì xe chạy mạnh.
cái lúc đầu thì mình không biết là xe nó có chạy lên được hay không. Đó, mình cũng chưa có tin tưởng lắm các bạn. Nhưng mà sau khi mà lên được cái con dốc tương đối dài rồi đó, thì mình thấy là xe nó mạnh nha. Nó có đủ sức để mà nó đẩy hai người với một cái xác xe nặng vượt qua một cái con dốc tương đối là cao. Đi ok. Nếu như mà đi một người á, thì tất cả các con dốc mà của cái cây hông cô đơn đây là đi dư sức luôn các bạn. Và cái chất lượng thắng của cái thắng trước và thắng sau của xe này á, thật sự là tốt nha. Đây đúng là một cái thương hiệu của Rambo, thương hiệu con của Rambo. Nhưng mà mình không hiểu lý do tại sao mà cái thắng này thắng quá ngon, mà trong khi á, mình đi cái thắng mà trên chiếc Tiger 900 thì của Rambo luôn, nhưng mà mình thấy nó cũng không có được quá ok các bạn. Nhưng mà cái lực phanh nha, đặc biệt trên chiếc xe này, mình đi rất nhiều dòng mô tô khác nhau rồi mà chưa thấy một cái xe nào mà nó có một cái lực phanh ở phía sau tốt như vậy luôn các bạn. Cái lực phanh ở phía sau á, các bạn chỉ cần giảm thắng thôi là các bạn sẽ nghe cảm giác là cái xe nó giảm tốc độ lại rõ rệt luôn. Còn cái thắng trước á, mình kết hợp để nó giảm tốc độ chính là cái thắng trước, nhưng mà cái phía sau nè, nó cũng giảm tốc độ lại giúp cho cái việc là giảm tốc nó không có bị chúi cái đầu, nó không có bị hút cái đầu xuống. Như các bạn thấy là cái đoạn hồi nãy mình xuống dốc tương đối là cao, đường thì đất trơn trượt đó, đi hai người mà các bạn thấy chúi xuống, mà cái phía sau nè mình thắng nó không có bị trượt. Cái nhất thứ hai nó giảm cái độ mà nhúng cái đầu xuống các bạn, thì cũng rất là ok nha. Chứ còn có nhiều trường hợp á, mình đã từng đi vô đây với nhiều dòng xe rồi, thì khi mà mình xuống dốc cái đầu xe mình thắng á, thắng bánh sau là nó sẽ bị lệch bánh qua một mé là cái thứ nhất. Thứ hai là thắng cái đầu xe nó chúi xuống nhiều quá, nó sẽ cảm giác như là mình rất là khó kiểm soát các bạn. Thật sự là chạy vô đây thì mình cũng tính thử thách coi là những cái con dốc ở đây thì xe nó lên khỏe không, mà thật sự xe nó lên khỏe các bạn. Hồi sáng á, thì mình có chỉnh cái độ nén lò xo. Cái này ta gọi là chỉnh tải trọng của lò xo sau các bạn. Để cho mình đi hai người á, nó không bị lung cái đít xuống. Thì chỉnh xong rồi là đi khác biệt rất là nhiều nha các bạn. Còn nếu như các bạn mà đi chở nặng mà các bạn không chỉnh cái này á, là chạy cái đít xe mình nó sẽ bị lúng xuống, chạy rất là khó chịu ha. Xe thì ngày hôm qua tới hôm nay là đi mưa, thì các bạn có thể là quan sát thấy cái độ dơ của xe hiện tại, để sau này ví dụ như các bạn đi tour thì các bạn cũng có thể là mường tượng được xe mình nó dơ như thế nào. Đây, mình chưa tắt chìa khóa nè. Đây, tắt chìa khóa xuống nha. Thì ở đây mình đang đi một cái dè cào cào. Thì với cái dè cào cào này á, nó sẽ giúp cho các bạn lội qua những cái đường sình, bùn. Thí dụ như đường đất á, mà nó cuộn vô trong bánh á, nó sẽ không có bị dính bánh lại, thì các bạn vẫn có thể là chạy qua được những cái đoạn xấu đó. Xe này thì nó sẽ được trang bị thêm một cái dè nhỏ phía dưới này để các bạn đi phố. Thì với cái dè nhỏ đó nó sẽ không có dăng nhiều, nó không có dơ. Còn với cái dè cào cào này á, thì nó sẽ dăng nhiều ha. Và nó dăng lên tới trên chân phục ở mé trên này các bạn thấy không? Đó. Nhưng mà cái lợi của nó là ví dụ như đi đường sình, nó sẽ không bị dính, không bị cứng bánh. Còn về cái phần mà cổ bô là cái chỗ mà dơ nhiều nhất hả các bạn? Sình lầy nó bắn vô trong cái phần cổ bô cho lốc máy hơi nhiều. Ở trong này á, thì mình quay review cho các bạn xem thì nó yên tĩnh, nó không có cái âm thanh pha trà tạp ở trong này. Hai bên thì mình gắn hai cái túi ha các bạn. Để theo đồ nghề đồ cho nó dễ xử lý những cái tình huống mà phức tạp, cũng như là nó giảm chấn cái trường hợp mà dù như xe bị ngã thì cũng đỡ hơn. Có khung thì có, nhưng mà nhiều khi nó có những cái hòn đá hay gì đó, nó sẽ chọt vô trong cái bẩn của mình được. Còn với hai cái túi thì nó sẽ cản ở ngoài các bạn, nó sẽ đỡ hơn ha, giảm cái lực tác động lên trên cái khung. Xe này thì nói chung là đi ngon, mình chưa có thấy một cái vấn đề gì xảy ra tới em nó. Nhưng mà có một cái là cái bô họ thiết kế hơi cao, hơi chút lên, dẫn tới cái việc là cái hơi nóng á, thì ví dụ như các bạn nhìn thấy nè, cái bô nó hỏi ra như vậy đúng không? Các bạn nghĩ là đi gió nó sẽ hỏi ra, nhưng không có. Khi mà đi gió nó sẽ cuộn, nó sẽ cuộn cái không khí nóng vòng vòng đây nè. Đó, dẫn tới là nó sẽ bị nóng những cái vị trí này. Và cái đèn này á, mình thấy là nó cũng gọi là nó chịu đựng cũng dữ lắm á. Chứ bô nè, các bạn thấy không, chỉ hẳn vô đây. Nhưng mà người ta thiết kế ở đây thì mình nghĩ chắc cũng có
thử nghiệm coi là nó có chảy cái đèn này không rồi, mà không biết là đi lâu dài nó có bị chảy hay không nha. Tất cả các vị trí trên xe thì hiện tại là đều đang rất là hoàn hảo, nó chưa có một cái vấn đề gì phát sinh, cho nên là mình không có đánh giá về những cái điểm mà chưa được tốt trên xe. Có những cái mà nó hơi lặt vặt lụng dụng, ví dụ như là bô nó hơi chĩa lên hơi nóng nè cho người ngồi sau, rồi đèn cót ở phía trước á, khi mà ngồi hai người thì nó hơi lên cao đó, mà cái con ốc chỉnh á thì nó nằm ở tuốt ở bên trong các bạn, đây nè đó, con ốc chỉnh nó nằm ở tuốt bên trong cái phần sườn ở phía dưới cái đầu này, mình không biết làm sao để mà chỉnh cho nó hấp được. Mình đã chỉnh cái phuộc sau cho cao lên rồi, người ngồi sau ngồi nó sẽ không bị lún xuống, thì để không biết là cái đầu xe nó có còn bị lên cao nữa hay không. Cái này tối mình quay mình sẽ kiểm tra lại ha. Còn về cái mâm này thì mình đã chạy cường độ rất là cao rồi, và đi những cái cung đường tương đối là xấu, dằn rồi ổ gà đồ đó các kiểu, chưa thấy vấn đề phát sinh nha các bạn. Tại vì mình bơm là mình bơm bánh đúng áp suất lớp. Còn ví dụ như các bạn đi những cái dòng mâm địa hình đó mà các bạn bơm không có đúng áp suất lớp, chạy rớt số ổ gà thì nó vẫn bị hư mâm bình thường nha. 165 triệu. Chiếc này thì mình có chia sẻ chứ lại mình lấy cái ví dụ á với là chiếc mà Tiger 900 mình đã từng đi. Tại sao mình không có so sánh, mình không lấy ví dụ những cái dòng xe khác? Bởi vì mình đã đi xe nào thì mình so sánh chiếc xe đó. So sánh ở đây nghĩa là cái cảm giác khi mà mình lái, chứ không phải là mình so sánh cái những cái phụ kiện ở trên xe. Thì các bạn thấy là một chiếc mà 500 triệu với một chiếc Trung Quốc 165 triệu mà đi mà so sánh, thì chắc chắn là những cái trang bị trên xe của 165 này nó đã hoàn hảo cho cái xe 165. Nhưng mà nếu so với chiếc Tiger 900 thì nó không có là cái vấn đề gì hết các bạn. Tại vì trên xe đó thì nó trang bị rất là nhiều cái hàng hiệu động cơ cao cấp. Nhưng mà có một cái là ví dụ như cùng một cái con đường, cùng một chỗ, ví dụ như đây nè, chỗ cây hông cô đơn đúng không, các bạn đem chiếc Tiger 900 cho các bạn chạy, cảm giác nó sẽ khác. Tất nhiên là mỗi người chạy nó cũng sẽ khác luôn. Bởi vì ví dụ như một bạn cao 1m8 đem chiếc xe vô trong này off-road chạy thì chắc chắn là bạn sẽ làm chủ chiếc xe thoải mái hơn. Còn những bạn mà lùn, ví dụ như mình 1m69 thì rất là khó chạy, tại vì nhón nhón mà. Những cái chỗ mà ví dụ như nãy lên dốc các bạn thấy không, mình đứng mà cái xe nó còn muốn tuột xuống, thì nếu như mình chống chân không tới thì làm sao mình điều khiển cái xe. Thì đó chính là cái vấn đề là mình đang so sánh ở cái việc đó, và so sánh cái hiệu năng. Tại sao một chiếc 165 triệu mà có cái hiệu năng tốt để mà mình có thể là so sánh với lại chiếc Tiger 900. Chứ không phải ở đây nói là chiếc xe này nó hơn cái chiếc xe kia. Các bạn mà cũng phải lưu ý vấn đề này nha. Có nhiều bạn thì chạy chiếc Tiger 900 khi mà nghe mình so thì nhảy dựng dựng lên, kiểu lên như là mày đi mày lại so một chiếc xe Trung Quốc chứ lại một cái chiếc xe mắc tiền như vậy. Thì tất nhiên là mấy bạn đó lúc nào cũng nghĩ trong đầu là cái việc là người ta đang chê khen chiếc xe của các bạn, làm cho các bạn sùng máu lên. Nhưng mà thật sự ở đây chúng ta đang nói về cái vấn đề là vận hành và kiểm soát được một chiếc xe. Và cái chất lượng mà của một cái chiếc xe Trung Quốc 165 triệu nó như thế này, mình đâu phải là mình nói xuông bạn. Khi mà mình quay review các bạn là mình đều có trải nghiệm và mình quay cho các bạn xem rõ ràng, chứ không phải là đứng chỗ cầm máy quay kêu là xe tốt xe ngon. Hoặc là ví dụ như thấy cái phuộc trước là KIB, phuộc sau KIB, nói là một cái cặp phuộc giá trị. Nhưng mà cái vấn đề ở đây giá trị là giá trị nó nằm ở chỗ nào chúng ta không hề biết. Chúng ta chỉ biết là đây là một cái phuộc hương hiệu gắn cho những dòng xe cào cào, nhưng mà liệu nó có tốt hay không, nó sẽ như thế nào, thì ở đây mình trải nghiệm xong mình quay. Như vừa rồi mình quay cho các bạn xem một đoạn mình chạy đó, thì xong rồi mình đánh giá đúng không, và qua một vài cái tour mình đi mình test rất là nhiều, thì nếu như mà trên xe nó ok, nó không có vấn đề gì thì mình phải đánh giá nó tốt thôi, chứ không thể nào mà mình đi chê một cái chiếc xe nó hoàn hảo được. Như trong quá khứ của mình á, từng chạy nhiều dòng xe khác nhau rồi, có những cái dòng xe rất mắc tiền, nhưng khi mình đi khoảng chừng vài trăm cây số mình đã phát hiện ra những cái vấn đề của nó và mình chia sẻ với các bạn. Không phải xe mắc tiền là xe nó hoàn hảo bạn, nó vẫn sẽ có những cái vấn đề riêng của nó.
Nhưng mà ở đây cái chiếc xe Trung Quốc 165 triệu này mình thấy rất là đáng tại thời điểm hiện tại. Và mình đã đi được khoảng 1.000 cây số rồi ha các bạn. Đây mình quay ô đồ cho bạn xem. À, 957 cây nha các bạn. Còn khoảng 43 cây nữa là được 1.000 cây. Xe này mình đã sử dụng được khoảng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, bữa nay thứ 7. 6 ngày các bạn, 6 ngày đi 957 cây số. Thì các bạn thấy là cái sử dụng xe của mình nó cũng tương đối là nhiều đúng không? Mình chạy nhiều ha, mình chạy nhiều mình đánh giá chứ không phải là mình mua xe về mình để một chỗ rồi mình đánh giá đâu các bạn. Cho nên nếu mà nói về cái tính xác thật của nó thì mình đã trải nghiệm rồi, trên xe nó cũng đã đầy đủ, các bạn biết tính mình rồi. Từ xưa tới giờ mình review không có ngại va chạm hàng nào hết. Khi mà cái hàng nó không chất lượng thì dù cho là hãng Kawasaki, Triumph hay là Yamaha hay gì đó, hay là Honda thì mình đều có va chạm hết. Thì va chạm ở đây không phải là vấn đề là mình đi kiếm chuyện với người ta, mà mình muốn góp ý. Thì tất nhiên là một người làm YouTube thì mình không thể là mình gặp thằng giám đốc của các cái hãng xe hay là mình gặp đại diện của Việt Nam mình nói chuyện được, tại vì đẳng cấp của người ta cao hơn mà, cho nên là mình không thể nào mình gặp được. Và cái ý kiến người tiêu dùng khi mà mình muốn góp ý thì chắc chắn là các bạn góp ý bằng mail hay bằng gì đó thì người ta sẽ quăng vô thùng rác thôi, người ta chả nghe đâu. Nhưng mà mình góp ý bằng cách là review ở trên YouTube, trên những cái trang mạng xã hội thì chắc chắn nó sẽ mang lại một cái hiệu ứng rất là tốt để giúp cho những cái người đó, người ta sẽ xem xét lại những cái vấn đề để người ta khắc phục cho những cái xe sau này nó sẽ được tốt hơn. Đó là cái giá trị mang đến cho người tiêu dùng, mà các bạn á là những người mà ở phía sau được hưởng lợi. Cho nên cái việc mà mình đánh giá chiếc xe đó không phải là chỉ riêng cho bản thân mình hay là mình làm vì cái lợi nhuận gì hết. Tại sao lại có những cái tổ chức, người ta gọi là tổ chức phi lợi nhuận, nghĩa là người ta làm vì cái mục đích xã hội chứ không phải là vì cái lợi nhuận cho cá nhân hoặc là một tập thể nào đó. Thì ở đây mình trên tinh thần là vừa mua xe trải nghiệm vừa chia sẻ các bạn. Thì bây giờ các bạn cứ thử nghĩ đi, 100 người khi mà nhắc tới xe Trung Quốc có ai dám bỏ tiền ra mua không? Thì chắc chắn là mình chưa cần biết tốt hay xấu rồi, mà mình cứ nghĩ trong đầu là xe Trung Quốc thì nó dởm đó, mua đi vài bữa nó tả, nó hư, bán nó lỗ các kiểu. Thì ở đây mình cũng thích cái kiểu dáng của xe này, là cái thứ nhất. Cái hai là mình cũng là một cái người xem review trên các cái kênh nước ngoài. Mình xem người ta nói là một chuyện nha, xem người ta chạy là một chuyện nữa. Thí dụ như bây giờ người ta nói ngon nhưng mà người ta không chạy thì mình sẽ không biết được là nó ngon thiệt hay là ngon giả. Tại vì bây giờ á, cái số lượng người mà đánh giá xe được thuê mướn thì nó không phải là ít đó, và những cái review đó thì nó không có giá trị gì hết. Còn những cái review mà người ta đem vô rừng, vô suối, người ta lội, người ta bừa, người ta chạy quay cho các bạn xem thì rõ ràng đó là thật sự đúng không? Nếu như mà nó không tốt thì nó đã hư rồi. Và mình nói với các bạn vấn đề là chủ xe khi mà hư á, thì chả ai mà muốn review tốt hết á. Tại vì người ta bỏ tiền ra người ta mua mà. Trừ khi nào mà các bạn mà nghe mình nói là hôm nay hãng xe này á, gửi tặng cho mình một chiếc để review, hoặc là mình mượn xe này của hãng để mình chạy đánh giá xe, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có những cái hoài nghi, không biết là nó đúng hay là nó sai. Còn ở đây á, mình bỏ tiền ra 165 triệu mình mua cái xe này, người ta không bớt cho mình đồng tiền nào mà để mua hết á. Chỉ có ví dụ như là tặng cho cái miếng mà để chân trống nè, để cho nó không lúng á, cái miếng gắn chân trống á, là tặng cho mình miếng đó, rồi bớt cho mình được 500 ngàn mua cái chống giữa. Thì mình nói thật sự bạn, với cái số tiền đó nha, mà mướn mình để review, rồi đánh giá xe là hầu như là không có luôn. Quá rẻ các bạn, ít nhất thì cũng phải từ 40-50 triệu. Đó là ít nha. Còn ví dụ như mà muốn bóc mình mà đi dạng như là chạy xe mà để làm tour mà review á, thì làm ơn đưa cho tôi cái xe ở hãng đi, rồi đưa cho tôi thêm 50 triệu nữa thì ok, lúc đó phải suy nghĩ lại. Thì tất nhiên là mình cầm xe mình đi, xe của người ta mình đi, mình cũng phải review đúng thực tế mà.
Và khi mà nhận những cái kèo đó thì mình sẽ nói hẳn luôn là nếu như tốt thì tôi sẽ đánh giá tốt, nếu như mà không tốt á, một là tôi lụm luôn 50 triệu đó, tôi không nói gì hết. Còn hai á là tôi nói thì các anh ráng chịu. Thì mà các bạn cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm không tốt, người ta đâu có điên đâu mà người ta đưa cho mình 50 triệu mình xài chơi đúng không, rồi mình đánh giá xấu làm ảnh hưởng tới cái thương hiệu người ta, thì tất nhiên là người ta sẽ không đồng ý rồi. Còn nếu như mà sản phẩm của người ta tốt á, thì nó sẽ có hai hướng. Một hướng á, là người ta chẳng quan tâm tới vấn đề là quảng cáo làm gì, cho nên là người ta cũng không bỏ 50 triệu ra cho mình để review. Và những cái người mà người ta mua, người ta xài đó, thì bắt đầu là người ta sẽ đánh giá và người ta chia sẻ lẫn nhau. Thì cần gì phải quảng cáo đúng không các bạn? Về cái độ bền á, thì tính tới thời điểm hiện tại mình đi, mình chưa thấy là một con ốc nào bị hư hết. Máy móc đồ vẫn còn rất là ok, tốt, chưa bị kêu, chưa gì nha. Mình hứa các bạn luôn, nếu như mà xe này nó bị những vấn đề gì, dù nhỏ nhất, mình cũng sẽ chia sẻ và đánh giá cho các bạn nha. Nhưng mà hiện tại thì đi ok. À, còn một vấn đề nữa đó chính là cái bộ nhông sinh dĩa của xe này. Nó không có được ngon. Bộ nhông sinh dĩa không ngon nha các bạn. Chứ là đi nó kêu quá trời kêu rồi, nó rất là nhanh trùng nha. Đó là những cái đánh giá của mình. Còn lại thì ok. Mình thấy là cái kiến này á, lúc đầu chạy thì cái kiến này thấy nó hơi nhỏ, nhưng mà bây giờ chạy từ từ quen thì thấy là ok, không cần phải nâng cấp cái kiến bự lên làm gì. Về cái phần mà ánh sáng thì đèn zin xe nào nó cũng tối rồi, cho nên là không cần phải quan tâm lắm. Trang bị hai cái đèn trợ sáng xong. Về thắng hiếc của xe này thì ngon, tay ga phản hồi tốt nha các bạn. Ok, đây là bài đánh giá của mình tại cái vị trí cây thông cô đơn. Được, 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 quay. Ê. Ê. Trăm mấy ký nổi không? Mẹ, tao 80 chứ cái xe nữa. Không gãy đâu. Nhưng mà... chạy chậm thì được. Nhưng mà chạy quá sợ. Mà chạy chậm thì được. Sợ. Làm gì sợ? Mẹ nào thiệt chứ. Thử thách cho Phạm Tuấn nha các bạn. Rất là đơn giản mà tôi không sợ, mà không sợ mấy bạn. Bao nhiêu thử thách mà còn qua được, mà chả lẽ cái cầu nhỏ xíu vậy mà làm khó tôi trời. Đó, tôi xuống thì dắt bộ đi. À, không được. Tại cái góc này nó không có cái góc nè. Hẹp quá chứ không.
Quay. Xe tao qua, để lên. Qua được cái cầu gỗ rồi nha các bạn. Sau 4 năm các bạn thì mình đã có cơ hội chạy vô được tới trong này rồi. Và không ngờ là mình đã đi được chứ các em Trung Quốc này chạy vô trong này luôn. Đi được một chút. Chú đi mất tiêu. Ê, con dốc của cuộc đời. Ai cũng phải có con dốc của cuộc đời. Nếu mà tao đi được lên trên rảnh là chúng ta sẽ ra được. Chạy thẳng luôn. Không có tách qua hai bên. Mình chạy thẳng vô cái bãi xanh xanh á. Đâu? Đó, ngã ba đúng không? Chạy thẳng luôn chứ không có quẹo trái quẹo phải gì hết. Đây nè, tao đâm thẳng cái lên tới trên cái hướng bên trái luôn đúng không? À. Hay là đi hướng này gần không, dễ đi hả? Đi thẳng lên luôn. Ngay ngã ba không? Ngay đây đâm thẳng đó luôn. Đâm thẳng qua cái bụi cỏ luôn không, chứ tao thấy, ta thấy bên phải ta thấy bên đây nó lại hơn nè. Bên đây nó gắt hơn á. Bên đó lại hơn á. Lại hơn thì đánh qua đây nè. Đánh vòng lên. Không, được. Bên đây là nó thẳng lắm. Chơi nha. Rồi. Có gì nhảy xuống cứu nha. Má thủ thế ra để nhảy xuống nè. Rồi, hít thở không khí đi. Cầm điện thoại chắc. Đây có em bé nè. Con không con? Bé vợ cứu chú rồi con. Đúng mới hả cỏ. Rồi chắc chưa? Rồi vô. Cái là nhảy xuống liền luôn á.
sao không? Nó không có kiểm soát lực kéo mình tắt rồi đó, chứ lại là đi hai người á nó nặng á. Mà cái dốc này nó rất là cao nha, nên là nó bị xỉa qua đây. Thì bây giờ đó, mình sẽ đi một mình. Ui. Không sao. Đi xe off-road nó phải ngã như vậy mới đúng nha các bạn. Mình có người cứu rồi, không sao đâu. Đây. Rồi. Lên. Nói không? Bây giờ mình sẽ, thay vì bình thường là phải test đúng không? Bây giờ sẵn có cái cơ hội này mình sẽ test nâng lên cho các bạn xem. Đầu tiên ta sẽ ngã cái trống ra cái đã. Rồi. Dựng lên. Quá đơn giản. Ok nha các bạn. Quá dữ. Có cái túi chống đổ nè, cho nên là ngon lành, không có gì hết. Rồi ok, không có vấn đề gì, nhưng mà quan trọng là bây giờ phải lùi xuống chút xíu mới lấy cái đà hẳn này chạy lên kia được. Chú ơi, cứu một chút. Chú chở lúa tiếp rồi. Chở rơm tiếp rồi. Bằng cái kinh nghiệm đua xe đường trơn của anh thì mình phải cố gắng. Ở đây đường trơn các bạn. Nhưng mà chống chừng được thì chạy được thôi. Không, ở đây tao cần mày tắt máy để đẩy phụ ta, cho cái đít nó không bị sàn mới lên được. Khó đi. Lên hết dốc nè. Hết biết vậy này thì đường kia ổn rồi. Sắp xong rồi. Sắp xong rồi đó, gắn lên. Cái bánh nó không có độ bám chứ không gì. Bánh nó không có độ bám, nó trượt nè. Dốc nó cao lắm. Rồi tắt máy ông nội. Sau hai cú ngã các bạn thì mình đã lên được tới đây ha. Rồi phải nói là cái dốc nó cao. Cái này không phải là do xe nó dở mà nó ngã đâu các bạn, mà do kỹ năng off-road của mình nó còn thấp quá. Chắc kỹ năng của mình có 20% thôi các bạn. Cho nên là lên những cái đoạn đường như thế này thì chưa được ổn lắm. Mình đi Exciter hồi đó, mình đi E155, mình chở Minh Lê là đi đường này rồi. Nói chung là hai anh em là đi vô đi ra là không có bị té cú nào hết. Đó, nhưng mà xe này thì mình đi có lúc thì mình đi hai, nhưng mà có những cái dốc này đi một mà nó đã khó rồi. Đó, mà có những cái hướng mình đi á, ở dưới này mình nhìn lên mình thấy nó không có rõ đó. Thành ra đi nó bị dướng mấy cái rễ hông đó các bạn. Cái bắt đầu lên nó bị kẹt bánh lại. Thế là khi mà mình dặn ga, cái là nó trượt ngang, mình chống chân không có tới là nó sẽ ngã thôi. Còn nếu như mà bạn nào mà khoảng cỡ 1m8 á, đi chiếc này nha. Mình nói là cái đường này các bạn chống chân, bạn đi lên cứ chống chân đều hai bên, dặn ga từ từ từ, hoặc là thấp ga mạnh là nó vượt qua được liền. Nói chung là cái này là do vấn đề chiều cao. Còn nếu như mà các bạn mà đem cái chiếc như cái chiếc này, không phải là chiếc Trung Quốc lùng lùng nha, mà là chiếc Tiger 900 mà đem vô cái đoạn này nè, ngã xuống một cái là mình nói bạn là dựng lên không nổi luôn, chứ đừng có nói mà cái chuyện mà chạy lên. Mình hứa danh dự luôn á, nếu như mà các bạn đi hai người đó, các bạn muốn dựng cái xe lên là cả vấn đề nha. Có những cái tư thế như dịnh về dựng lên đúng không, các bạn nhìn thấy nó đơn giản thôi, nhưng mà nếu mà thử đi là sẽ thấy. Nhưng mà chiếc xe này thì dựng lên ngay cái dốc đứng luôn. Nhiều bạn mà đã đi đường cây hông cô đơn này mà bị ngã xe, mà đi mấy chiếc xe nhỏ đó, ngã xe mà dựng lên, các bạn thử dựng trong này có ai mà bị rồi thì comment nha. Xe nhỏ một mình dựng không nổi luôn, tại vì cái dốc nó cao quá. Vậy mà cái chiếc này dựng lên đứng lại một chỗ ở cái dốc, vậy là quá ok rồi. Bây giờ còn một chặng đường chắc cũng hơn một nửa nữa, nhưng mà cái chặng phía sau này cũng tương đối là ổn hơn so với cái đoạn này. Vô cây hông cô đơn ngày xưa, nếu mà các bạn đi vô được tới cái đoạn này á,
mà chạy không té là đẳng cấp luôn. Nhưng mà đa số mình thấy ai cũng bị té ngay cái đoạn đó hết. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình thôi. Còn xe thì ok bình thường nha các bạn. Có cái túi nè, mình đã dự phòng trước cái việc này rồi, cho nên là gắn cái túi trong này là áo mưa. Hôm bữa nó có một bạn là lên chơi giao lưu với mình đó, chạy chiếc Aprilia 1001, mới nói mình là thường em thấy người ta ngã mấy bên tay phải mà không, nó ngã bên tay trái. Mình là bình thường bên tay trái, nó ngã bên tay trái không? Ủa lộn, nó ngã bên tay phải. Xe ít khi nào ngã bên trái lắm, chỉ chủ yếu ngã bên phải là nhiều. Thì trong này mình để áo mưa sẵn nè, áo mưa trùm dày nó mềm, khi mà ngã xuống nó sẽ hấp thu cái lực, nó sẽ đỡ bị vô trong cái chống độ này đó. Thì cái chống độ này sẽ phân tán đều lực ra hết. Thì các bạn thấy nè, ngã xuống xe ngon lành bình thường, đâu có vấn đề gì đâu. Còn dưới này nè, nó có cái khung nó bảo vệ cho phần trong này rồi. Còn này ngã xuống nó bật lên, cái này ngã xuống cũng bật lên luôn. Chỉ có cái bô nè, cái bô thì nó đã có cái ốp cứng rồi. Đây, vô tư nha các bạn. Đi xe mà thì đã nói là xe off-road thì kiểu gì nó cũng phải ngã một cái hết. Còn chừng nào mà mình đi on-road đường trường á thì còn đỡ. Ok, tính là mình không có đi bằng cái đường này vô cây Hồng Cô Đơn các bạn, nhưng mà rốt cuộc rồi thì trời xui đất khiến sao quá mà ông kia ông chỉ đường vô cây Hồng Cô Đơn xong rồi bây giờ đi ra bằng đường bên đây, tôi cũng sợ luôn. Yeah, mình đã ra được tới ngoài rồi các bạn ơi.